ngày 11 tháng 9 2001, 4 chiếc máy bay thay đổi nước Mỹ và thế giới mãi mãi. 19 người đàn ông với những con dao gấp chống lại lực lượng hùng mạnh nhất thế giới. Các điều tra viên đang tìm hiểu tại sao bộ máy an ninh hàng tỷ đô của quân đội Mỹ, các cơ quan tình báo và hàng không có thể bị đánh úp bởi một âm mưu rất đơn giản. Lợi dụng những kẽ hở phòng thủ tai hại của họ, thảm họa không xảy ra ngẫu nhiên. Mà là kết quả của một chuỗi các sự kiện then chốt, làm sáng tỏ những quyết định định mệnh trong vài giây trước thảm họa. Ngày 11 tháng 9, tại căn cứ không quân Griffith ở New York, Mỹ, 7 giờ sáng ngày 11 tháng 9, 2001, Mỹ đang chuẩn bị chiến tranh. Chiến dịch canh gác cẩn mật sẽ tái tạo cuộc tấn công từ ngoài biên giới. Chúng tôi diễn tập phòng không định kỳ, có thể gọi đó là các trò chơi chiến tranh. Đại tá không quân Bob Marr chỉ huy vùng phòng không Đông Bắc. Ông chịu trách nhiệm 2,5 triệu km vuông không phận, bao phủ Washington DC và New York ở phía đông, qua tận Chicago ở giữa đất nước. Chúng tôi tập mọi công đoạn để nếu phải ra trận thật, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Mark không biết hình thức tập luyện hôm nay là gì. Đội của ông phải sẵn sàng đối mặt với bất cứ mối đe dọa nào từ ngoài nước Mỹ. Cách đó 400 km, 5 hành khách đã làm thủ tục lên máy bay ở sân bay Boston Logan. Họ đi chuyến bay 11 của hãng American đến Los Angeles. Máy quét tự động báo hiệu cần kiểm tra thêm 3 người trong số họ, nhưng cả 5 người đều qua chốt kiểm tra an toàn. Chuyến bay 11 hãng American thuộc hơn 5.000 chuyến bay cất cánh trong một giờ tới. Người chịu trách nhiệm an toàn cho chúng là Ben Sliney. Ông đã làm ở trạm kiểm soát không vận 30 năm, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên ông làm giám đốc vận hành quốc gia cho Cục Hàng không Liên bang. Tôi được giao trách nhiệm quản lý không phận quốc gia. Tôi thấy rất vui vào ngày đầu tiên nhậm chức. 7 giờ 59 sáng, chuyến bay 11 hãng American cất cánh lên bầu trời Boston. Lộ trình của nó tới Los Angeles sẽ thẳng hướng Tây. Phục vụ khoang phổ thông là nữ tiếp viên số 3, Betty Ong. Với nửa số ghế trống, có lẽ chuyến bay khá thoải mái. Tám giờ hai phút, đại tá Bob Marr và đội của ông đang trực chiến cho cuộc diễn tập phòng không. Họ hoàn toàn không biết về những sự việc sắp diễn ra trên chuyến bay American 11. Năm phút sau khi cất cánh, chuyến bay American 11 từ Boston. Đây là Boston, các anh có nghe thấy không? Trạm kiểm soát không lưu Boston mất liên lạc với chuyến bay. Chuyến bay American 11 từ Boston, nghe rõ trả lời. Suốt 10 phút cố liên lạc với phi hành đoàn, không có ai trả lời. Với hàng ngàn chuyến bay mỗi ngày, sự cố này không phải là quá bất thường. Nhưng lúc 8 giờ 24, trạm kiểm soát không lưu nghe thấy tiếng thông báo từ buồng lái. Có vài chiếc máy bay, xin giữ trật tự. Quý vị sẽ được an toàn. Chúng ta đang trở lại sân bay. Thông báo rõ ràng chỉ hướng tới hành khách.
nhưng nó khiến kiểm soát viên ở Boston nghi ngờ ngay lập tức. Lúc 8 giờ 28, sự việc được báo với Ben Sliney. Kinh nghiệm về không tặc của chúng tôi cho thấy chúng thường kết thúc một việc êm thấm, nên tôi không quá lo về việc có không tặc. 8 giờ 34 sáng, trên máy bay, Betty On đang tuyệt vọng cuối cùng đã liên lạc được với hãng hàng không. Khi cô gọi về trung tâm đặt vé ở Raleigh, Nam California. Tôi là Betty On, mang mã số 3 trên chuyến bay 11. Chúng tôi đang bị không tặc tấn công. Ai đó tới buồng lái có được không? Không, buồng lái không nghe điện. Cửa không mở được. Chúng tôi không biết ai ở đó. Nhân viên số 1 và số 5 đã bị đâm. Tám giờ 35, chiếc máy bay không trả lời các kiểm soát viên. Vài phút cuối cùng, nó đổi hướng bay đến New York. Kiểm soát không lưu ở Long Island, Dave Bottiglia đang kiểm soát vùng 42 không phận New York. Tôi nghĩ hôm nay sẽ rất tuyệt, vùng 42 không có nhiều máy bay vào những ngày đẹp trời. Tôi vừa ngồi xuống thì trạm Boston gọi đến và nói: đây là chuyến bay American 11, hãy theo dõi, họ nghi nó bị không tặc tấn công. Nhưng không tặc đã tắt bộ tiếp sóng của chiếc máy bay, nghĩa là Bottiglia không thể biết tốc độ và độ cao của nó. Ông chỉ có thể thấy nó trên màn hình radar. Chúng tôi đang theo dõi nó. Nó bay về phía Kennedy. Chúng tôi biết nó đã bay trật lộ trình. Chúng tôi chỉ biết có vậy. 8 giờ 38 sáng, lo lắng vì bị mất liên lạc, một kiểm soát viên khác gọi tới vùng phòng không đông bắc của quân đội. Có muốn yêu cầu hỗ trợ quân đội không? Có, chúng tôi muốn hỗ trợ máy bay F-15. Vâng, các anh muốn đưa máy bay F-15 ra sao? Vâng, máy bay F-15 với hệ thống truy tìm tội phạm. Yêu cầu đó bất bình thường đến nỗi nó đến tai đại tá Mark. Quân đội tưởng nó thuộc bài tập họ đang chờ đợi. Việc một kiểm soát viên yêu cầu quân đội hỗ trợ là rất kỳ lạ. Họ thường phải trải qua cục hàng không liên bang trước, yêu cầu giúp đỡ từ kiểm soát viên hàng không. Yêu cầu giúp đỡ từ kiểm soát viên hàng không có thể là bất thường, nhưng mà xem việc đó rất là nghiêm trọng. Chúng tôi hành động ngay bằng việc đặt các phi công ở căn cứ phòng không quốc gia Otis trong tình trạng báo động. Căn cứ không quân Otis ở Massachusetts cách thành phố New York 250 km về phía đông bắc. Trong nỗ lực tìm kiếm chuyến bay mất tích bay qua bang New York, Dave Bottiglia đã liên lạc với một chuyến bay khác ở đây. Xin hãy đổi bộ tiếp sóng. Tôi hỏi họ có thấy chuyến bay American nào bên trái không. Họ nói có thấy trước đó, nhưng giờ thì không thấy nữa. Chuyến bay 11 hãng American được trông thấy lần cuối khi nó bay qua phía bắc Manhattan, thành phố New York. 8 giờ 43 sáng, trên chuyến bay American 11, nữ tiếp viên Betty On đang cố hết sức để báo cho người ở mặt đất biết chuyện đang diễn ra trên máy bay. Tôi không thể vào trong buồng lái. Vẫn có người trong đó chứ? Đúng vậy. Cô làm tốt lắm. Cô giữ bình tĩnh nhé, Betty. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Máy bay đang chao đảo. Betty, trả lời đi. Betty, cô còn ở đó không? Có lẽ chúng ta đã mất tín hiệu rồi. 8 giờ 46. Chuyến bay 11 hãng American đâm vào tòa tháp phía bắc của Trung tâm Thương mại Thế giới. Ở giữa tầng 93 và 99,
8:50. 4 phút sau cú va chạm, tại trung tâm chỉ huy cục hàng không liên bang, Ben Slaney vẫn không biết chuyện vừa xảy ra ở New York. Một liên lạc viên báo với tôi CNN đang đưa tin một máy bay nhỏ đâm vào trung tâm thương mại thế giới. Chào ngài, anh mở bản tin lên ngay đi. Tin mới nhận, bạn đang thấy một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Đó là trung tâm thương mại thế giới. Chúng tôi đã đưa tin, chưa có xác nhận sáng nay. Cảnh tượng đầu tiên tôi thấy là một đám cháy lớn. Tôi biết đó không thể do một chiếc máy bay nhỏ gây ra. Tôi có linh cảm xấu về điều mình đang thấy. 8:51 sáng, không có tin chính thức về việc chiếc máy bay có dính líu chính là American 11. Quân đội điều hai chiếc phản lực F-15 đi tìm chuyến bay mất tích. Tại trạm kiểm soát không lưu ở Long Island, Dave Bottiglia đang lo về một chuyến bay khác, chuyến bay 175 của hãng United. Mã bộ tiếp sóng đã thay đổi. Và giờ, cả nó cũng đang chào đảo. Tôi nhìn lên và thấy ngay chiếc United 175 vừa giúp lên rất nhanh. Lúc đó tôi rất sợ. Tôi quay sang chỉ huy và nói: có một chiếc máy bay khác. Chín giờ sáng, hai chiếc F-15 của không quân Mỹ vẫn cách đó trên 100 km, cố lần theo chuyến bay American 11. Lúc này chiếc United 175 bắt đầu lao xuống rất nhanh. Chúng tôi đã trông thấy nó. Có người còn đếm ngược: 6.000, 4.000, 2.000. Cứ lao tiếp, chiếc máy bay sẽ rơi xuống đất. Rồi có ai đó thét lên: ôi trời ơi, đó là trung tâm thương mại thế giới. Một chiếc máy bay khác vừa rơi. Trời ơi, nó đã đâm vào tòa nhà rồi. Đâm vào chính giữa tòa nhà. Nó nổ tung. Trời ơi, nó đâm ngay chính giữa tòa nhà. Lúc 9:03, chiếc máy bay số 175 đâm vào tòa tháp phía nam. Nỗi kinh hoàng lan khắp khu hạ Manhattan. Đại tá Bob Marr rất sốc khi xem bản tin truyền hình trực tiếp. Lúc đó, chúng tôi thay đổi nhận thức hoàn toàn. New York đang bị tấn công. Đây không phải là trò chơi, mà là sự thật. Ông lệnh cho những chiếc F-15 bay thẳng tới Manhattan. Dù phải bay ở độ cao nào, họ cũng phải vào trung tâm. Đó là tâm điểm. Tôi muốn họ đến đó và chờ lệnh. 9:04, tại đài chỉ huy cục hàng không liên bang, Ben Slaney trong ngày đầu tiên giữ chức giám đốc vận hành quốc gia phải đối mặt với thử thách không thể tưởng tượng được. Lúc này, mọi máy bay trên trời đều đáng nghi với tôi. Ngay lập tức, tôi ra lệnh dừng trên toàn quốc, tức là không một máy bay nào trong nước được phép cất cánh nữa. 9:05 sáng, máy radar dò thấy chuyến bay 77 hãng American. Lộ trình từ Washington đến LA đang bay chệch hướng. 11 phút trước, chiếc máy bay bắt đầu bay chệch khỏi lộ trình khi nó tắt bộ tiếp sóng và mất liên lạc qua radio. Giờ nó chỉ là một đốm sáng trên màn hình radar. Chiếc máy bay quay lại hướng đông, tiến thẳng về phía thủ đô. Hai chiếc phản lực F-15 đã đến Manhattan, nơi giờ là một khung cảnh tàn phá. Cùng lúc, cách đó 500 km, ở căn cứ không quân Langley, Virginia, hai chiếc phản lực khác loại F-16 được lệnh truy tìm chuyến bay 11.
Lúc 9 giờ 32, chuyến bay American 77 vẫn bay thẳng hướng đông về phía thủ đô. Chúng tôi nhận được 11 tin báo không tặc trong khu vực, nên cố xác định xem nguồn tin nào đáng tin cậy. Khi đó, điều tốt nhất chúng tôi làm được là xác định có thể Washington sẽ là mục tiêu. Mãi đến 9 giờ 36, khi còn cách Washington DC 240 km, hai chiếc phản lực mới bay về phía chiếc American 77 và không phận Washington. Giờ 37 sáng. Ôi trời ơi, đây là hình ảnh trực tiếp từ Washington. Có khói bốc ra từ lầu năm góc. Thấy trụ sở quốc phòng Mỹ bốc cháy, Ben Slaney ra hành động quyết định. Ba vụ tấn công là quá đủ, không thể ngồi nhìn được nữa. Tôi không thể kiểm soát được tất cả máy bay, nhưng chắc chắn tôi có thể loại chúng khỏi bầu trời. Tôi là Ben Slaney, chỉ huy trạm kiểm soát không lưu. Lúc đó tôi ra lệnh hạ cánh tất cả máy bay xuống sân bay gần nhất, bất kể điểm đến của chúng. Trên 4.000 máy bay trên bầu trời nước Mỹ bắt đầu hạ cánh. Việc này chưa từng xảy ra. Tôi đã thoáng nghĩ họ sẽ sa thải tôi vì điều đó, nhưng tôi không suy tính nhiều. Ngay khi các máy bay đang hạ cánh lúc 9 giờ 44, các kiểm soát viên không lưu phát hiện chiếc máy bay thứ tư mang hiệu United 93 bắt đầu bay theo hướng đáng ngại. Chiếc United 93 đã bay trật khỏi lộ trình và thay đổi mã tiếp sóng. Bay từ Nevada đến San Francisco, chiếc máy bay đã được nhân viên mặt đất hãng United liên lạc 20 phút trước đó, cảnh báo phi công về khả năng buồng lái bị thâm nhập. 9 giờ 59 tại Trung tâm Thương mại Thế giới. Tòa tháp phía nam cao 110 tầng đổ sập xuống. Các kiểm soát viên không lưu đang cố tìm hiểu xem liệu chiếc United 93 có bị không tặc tấn công. Dù đã muộn, có khả năng chiếc United 93 gặp sự cố điện và cố đến một sân bay để hạ cánh, nhưng không thể liên lạc được. Slaney chỉ có thể lần theo chiếc máy bay khi nó xuất hiện bay về phía Washington DC. Hai chiếc F-16 của không lực Mỹ gấp rút thiết lập hàng rào phòng thủ trên bầu trời thủ đô. Khi đang theo dõi chiếc United 93, chúng tôi đã nhận được tin từ một máy bay trong vùng về một đám khói lớn bốc lên từ mặt đất. Chúng tôi đoán chiếc máy bay đó đã rơi xuống tay Pennsylvania. Chiếc máy bay rơi khi chỉ cách Washington DC 20 phút bay. Tất cả 44 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Đây là những hình ảnh đầu tiên chúng tôi nhận được. Những báo cáo ban đầu cho thấy không còn ai sống sót. 25 phút sau ở khu thương mại Manhattan. Tòa tháp phía bắc của Trung tâm Thương mại Thế giới đổ sập. Chỉ trong 102 phút, 4 máy bay bị không tặc tấn công đã cướp đi tính mạng của gần 3.000 người. Trước khi bụi bẩn lắng xuống, cuộc điều tra tội phạm lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ bắt đầu.
Có hàng ngàn đầu mối cho đội chống khủng bố của FBI lần theo. Bằng chứng nằm rải rác ở ba hiện trường. Nhưng phát hiện lớn đầu tiên ở cách xa nơi bị tàn phá. Ken Maxwell là một trong những đặc vụ FBI cao cấp ở Manhattan. Mahamadatta, hành khách trên chuyến bay American 11, đã vô tình bỏ quên túi sách. Chiếc túi đã không theo anh ta lên chuyến bay trung chuyển từ Portland đến Maine. Chiếc túi chứa đựng thông tin và bằng chứng quý báu. Trực tiếp chỉ ra, anh ta là thành phần chủ chốt. Dùng thông tin này, hệ thống hàng ngàn các đặc vụ FBI chỉ mất 72 giờ để chấp nối một mạng lưới, gồm 19 tên không tặc bị tình nghi. Tất cả chúng đều liên quan tới kẻ thù lớn của nước Mỹ, đó là tổ chức khủng bố Al-Qaeda và kẻ cầm đầu Osama Bin Laden. Nhưng làm sao hệ thống an ninh tinh vi nhất thế giới lại không phát hiện ra mối đe dọa khét tiếng này để ngăn chặn không tặc và hậu quả bi thảm chúng gây ra? Giờ, bằng việc lật lại sự kiện hôm đó và điều tra kỹ lưỡng, chúng ta có thể tìm ra những lỗi khiến nước Mỹ phải hứng chịu cuộc tấn công thảm khốc nhất trên đất Mỹ trong lịch sử nước này. Hơn một năm sau cuộc tấn công. Cảm ơn quý vị đã đến. Xin mời ngồi. Tổng thống George Bush thành lập Ủy ban 11 tháng 9. Hôm nay, tôi sẽ ký đạo luật quốc hội cho phép một ủy ban quốc gia điều tra sự kiện 11 tháng 9. Là hội đồng cấp cao của Ủy ban 11 tháng 9, John Farmer có nhiệm vụ điều tra pháp y các sự kiện hôm đó. Làm việc nhiều với luật pháp, bạn khó tránh khỏi bị ảnh hưởng sâu sắc bởi sự kiện 11 tháng 9. Cuối ngày hôm đó, tôi đã tự hỏi, chuyện gì vừa xảy ra? Câu hỏi đó thực sự ám ảnh tôi. Nước Mỹ tiêu hàng tỷ đô vào hệ thống quân đội và tình báo để bảo vệ đất nước. John Farmer phải đặt ra câu hỏi liệu các hệ thống đó có thể ngăn chặn âm mưu 11 tháng 9. Cuối năm 1999, gần 2 năm trước cuộc tấn công, một cuộc điều tra của CIA ở Yemen xác minh rằng hai trong số những tên không tặc là Al-Miha và Al-Hami có liên quan mật thiết với khủng bố. Điện thoại nhà Miha bị chặn, nên có cơ sở vững chắc nối kết Miha với Al-Qaeda và Hami với Miha. Tháng Giêng năm 2000, vài tháng sau, CIA cuối cùng cũng lần ra Miha ở Dubai. Các đặc vụ đột nhập vào phòng anh ta ở khách sạn. Họ phát hiện Miha có visa cho phép hắn tự do ra vào nước Mỹ. Trong vài ngày, họ theo dấu hắn tới Kuala Lumpur, Malaysia. Và ở đây, một trong hai tên đã bị chụp ảnh trong cuộc họp của Al-Qaeda. Chúng đã họp mặt ở Malaysia và bị theo dõi. Sau đó, họ mất dấu chúng. Đến thời điểm này, hệ thống vẫn hoạt động. CIA đã xác định được một mối đe dọa từ bên ngoài. Nhưng chính ở đây, chúng đã lách được qua kẽ hở tình báo Mỹ. Nếu Al-Miha dùng visa của hắn để hoạt động trên đất Mỹ, việc theo dõi anh ta sẽ thuộc trách nhiệm của FBI. Nhưng cho đến khi Miha vào nước Mỹ, CIA vẫn giữ mối quan tâm độc quyền đến anh ta và sẽ không chia sẻ thông tin mật về hắn. Thông tin thiếu đồng bộ giữa các cơ quan không phải do sơ suất mà là vấn đề chính sách. Có bức tường chắn giữa đặc vụ làm việc cho cơ quan tình báo và đặc vụ liên quan tới việc thực thi pháp luật.
Trước sự kiện 11 tháng 9, bức tường đó tồn tại vì bằng chứng thu thập được từ tình báo hay gián điệp sẽ không được chấp nhận trong tòa án Mỹ. Nhưng trên thực tế, bức tường trở thành cái cớ để không chia sẻ thông tin. Tháng 2 năm 2000, 19 tháng trước vụ tấn công 11 tháng 9, Amiha và Alhami chuyển đến một căn hộ ở San Diego, California. CIA biết Miha và Alhami đang ở trong nước, nhưng họ không theo dõi sát hành động của chúng. Đó là việc của FBI, nhưng cục điều tra thậm chí còn không biết chúng đang ở Mỹ. Và hai tên này di chuyển tự do quanh nước Mỹ suốt hơn một năm. Như vậy, có một sai sót quan liêu khác ở đây. Nếu hoạt động tốt, FBI đáng lẽ phải biết để tìm chúng, nhưng họ không hề biết, nên chúng đến Mỹ mà không hề bị phát hiện. Đó không phải cơ hội bị bỏ lỡ duy nhất mà ủy ban tìm ra. Ngày 11 tháng 6, 2001, 3 tháng trước vụ tấn công 11 tháng 9, vấn đề mấu chốt nổi lên trong cuộc họp tình báo đặc biệt giữa CIA và FBI nhằm phân tích các vụ khủng bố trước đó. Đặc vụ của CIA cho biết bên FBI xem ảnh những người có dính líu tới Al-Qaeda, trong đó có Al-Miha. FBI muốn biết nhiều hơn. Nhưng vì bức tường, FBI không được cho biết vài điều quan trọng. Các đặc vụ FBI rất thất vọng. Dù một số cá nhân tâm huyết nhìn thấy mối đe dọa, hệ thống hiện hành khiến họ không thể đấu tranh hiệu quả. Bức thư nổi tiếng do một đặc vụ FBI gửi viết rằng một lúc nào đó sẽ có người chết trên phố, lúc ấy sẽ không ai quan tâm đến việc có bức tường này. Họ chỉ biết rằng chúng ta đã không làm gì cả. Ngày 28 tháng 8, 2001, 14 ngày trước thảm họa, nguồn tin riêng của FBI cho biết khả năng Al-Qaeda sẽ tấn công. FBI tự tiến hành điều tra. Chúng tôi biết Al-Qaeda đã có âm mưu. Chúng là gián điệp của Al-Qaeda. Hai người đàn ông có liên quan đến Al-Qaeda đang ở Mỹ, nhưng CIA vẫn không chịu chia sẻ tin tình báo. Không có thông tin, cuộc săn lùng hai tên này của FBI chỉ là một trong hàng trăm con đường điều tra và chỉ một đặc vụ được giao nhiệm vụ này. Họ không tìm thấy Al-Miha và Al-Hami. Biết những kẻ này đang cư trú ở Mỹ là mối quan tâm điều tra rất lớn đối với FBI. Ngày 11 tháng 9, 2001, 2 giờ trước thảm họa, 5 người đàn ông làm thủ tục lên chuyến American 11 đến LA. 3 trong số họ bị chặn lại bởi tín hiệu của hệ thống máy tính hỗ trợ rà soát hành khách hay CAPS. Hệ thống máy tính này dùng các nhân tố như tuổi tác, quốc tịch, quá trình du lịch để xác định những kẻ có khả năng gây nguy hiểm. Nếu một hành khách bị chặn bởi hệ thống CAF để kiểm tra, trong ngày hôm đó, anh ta sẽ bị tra hỏi kỹ hơn về hành trình, điểm đến, có thể cái việc anh ta có gì trong túi. Không tên không tặc nào bị đưa vào danh sách cấm của Cục Hàng không Liên bang, ngăn họ không được lên máy bay. Vài tên không tặc đã lên máy bay, mang theo dao gấp trong người hoặc hành lý xách tay. Có quy định về độ dài lưỡi dao. Nếu lưỡi dao ngắn hơn 10 cm, nó không được coi là vũ khí nguy hiểm. Trong 45 phút sau đó, 14 tên không tặc nữa làm thủ tục lên 3 chuyến bay khác tại các thành phố ở phía đông bắc nước Mỹ. 3 tên nữa trong số chúng bị hệ thống CAPS chặn lại. Vài tên cũng mang theo dao, song tất cả bọn chúng đều được phép lên máy bay. Các thủ tục hiện thời không tính đến không tặc muốn phá hủy máy bay. Trước đó, không tặc đã từng tấn công máy bay chở khách để giành lợi thế thương lượng chứ không để tự sát.
không ai chuẩn bị cho một cuộc tấn công tự sát trên máy bay. Khi đã lên được máy bay, việc không tạc chiến máy bay chỉ là vấn đề đơn giản. ba mươi hai phút trước vụ va chạm đầu tiên, nhóm không tặc bắt đầu hành động. Nếu không tặc yêu cầu được vào buồng lái, điều cần làm khi đó là mở cửa cho chúng vào. Trên lý thuyết, chúng ta không muốn liều mạng với bất cứ ai. Lý thuyết cũng không tính đến sứ mệnh tự sát. 19 tên không tặc đã tiếp quản 4 chiếc máy bay chở khách và biến chúng thành những quả tên lửa có điều khiển. Từ lúc này, các hãng máy bay hay kiểm soát viên không lưu không thể làm gì để ngăn chặn. Biện pháp phòng thủ cuối cùng có vẻ là quân đội Mỹ, lực lượng không quân lớn nhất, trang bị tốt nhất thế giới. Nhưng để hành động, họ phải biết là có mối đe dọa. Vì vậy, John Farmer xem xét quá trình quân đội can thiệp vào một vụ không tặc, có một dự thảo về không tặc. Theo đó, quân đội được điều động và phản lực chiến đấu có thể được triệu tập. Theo quy định đó, kiểm soát viên không lưu phải liên lạc với chỉ huy Cục Hàng không Liên bang ở Washington. Tiếp đó là một loạt các thủ tục thông tin khác trước khi lệnh huy động phản lực được đưa ra. Nếu làm theo trình tự này vào ngày 11 tháng 9, phản lực chiến đấu có thể vẫn nằm trên đường băng rất lâu sau khi chiếc máy bay thứ tư rơi xuống. Ngày hôm đó, họ đã bỏ qua thủ tục này. 9 phút trước thảm họa, Farmer nhận thấy khác với chế độ chắn giữa CIA và FBI, kiểm soát viên không lưu đã bỏ qua quy định. Một kiểm soát viên không lưu đã rất lo lắng. Anh ta gọi thẳng đến căn cứ không quân ở Rome, New York. Đại tá Bob Mark phải xử lý tình huống này. Tôi nhận được cuộc gọi đầu tiên từ kiểm soát viên ở trạm Boston. Anh ta nói đang gặp rắc rối và cần thêm trợ giúp. Anh ta sẽ gọi đến quân đội nhờ giúp đỡ. 8 phút trước thảm họa, quân đội đã được báo tin, nhưng không thể điều động lực lượng vũ trang ngay. Mark vẫn cần lệnh từ cấp trên trước khi huy động máy bay. Hành động nhanh trí của kiểm soát viên không lưu gặp phải hàng rào quan liêu của quân đội. Tôi rất khâm phục anh ta vì anh ta đi đầu trong việc bỏ qua các thủ tục sau đó. Mark đợi lệnh từ cấp trên. Vài phút sau, ông hội ý với cấp trên trực tiếp. Họ nhất trí rằng không thể đợi lâu hơn nữa. Lệnh huy động máy bay đến từ New York. Chỉ huy ở đó nói sẽ xin phép cấp trên sau. Họ phải hành động ngay. Vài giây trước thảm họa, Mark lệnh cho hai chiếc phản lực cất cánh. Sau chiến tranh lạnh, Mỹ đã giảm lực lượng ứng phó nhanh. Chỉ 4 chiếc phản lực trực chiến để bảo vệ một nửa bờ biển Đông nước Mỹ. Chiếc gần nhất nằm ở căn cứ không quân Otis trên mũi Cod thuộc Massachusetts, cách thành phố New York 250 km. Khi chiếc máy bay chở khách đầu tiên lao thẳng vào trung tâm thương mại thế giới, các phi công vẫn đang đợi lệnh. Chiếc F-15 chỉ cất cánh từ Otis 7 phút sau vụ tấn công đầu tiên. Farmer điều tra phản ứng của quân đội trước vụ tấn công, từng phút một. Điều ông phát hiện rất kỳ lạ. Ngay cả sau vụ tấn công đầu tiên, vẫn không người có thẩm quyền nào biết chiếc American 11 đã lao vào tòa tháp phía Bắc. Tiếp tục bay đến New York, càng nhanh càng tốt. Hãy đảm bảo Cục Hàng không Liên bang cho phép lộ trình của các anh. Tìm được nó, ta sẽ ngăn chặn.
Ngay cả nếu nó vẫn ở trên không, tìm ra chiếc American 11 sẽ rất khó khăn với quân đội. Máy radar quân đội được cài đặt để tìm kiếm những mối đe dọa ở rất xa ngoài biên giới Mỹ, không phải để theo dõi máy bay dân sự. Chúng chưa từng được coi là mối đe dọa, nên phi công máy bay chiến đấu muốn tìm máy bay chở khách cần được các kiểm soát viên không lưu dân sự chỉ dẫn. Việc này yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa hai tổ chức hoàn toàn khác biệt. Có chút vấn đề về liên lạc vì họ không quen làm việc với nhau. Điện thoại của chúng tôi không thể gọi đường dài. Chúng tôi thường chỉ quay số trong quân đội. Giờ chúng tôi cần nói chuyện với rất nhiều người khác nhau, đến nỗi chúng tôi phải tạo đường dây liên lạc mới. 9 giờ sáng, hai chiếc F-15 đang gần đến thành phố New York. Việc không tặc thực hiện sứ mệnh tự sát vẫn không được ngờ tới. Không thể tin là chiếc máy bay có thể lao vào một tòa nhà. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục tìm kiếm chiếc máy bay. Một phút trước vụ va chạm thứ hai, những người có thẩm quyền tiếp tục trả lời các tin tức hoang mang về vụ rơi máy bay đầu tiên, rằng American 11 vẫn bay trong hay quanh thành phố New York. Đã thấy chiếc American 11. Có lẽ nó ở phía đông New York. Họ tưởng rằng đã tìm thấy nó. Họ nghĩ họ đang theo dấu nó dọc theo sông Hudson. Sau đó nó biến mất. Chiếc phản lực chiến đấu F-15 vẫn bay dọc bờ biển, tìm kiếm một chiếc máy bay không còn tồn tại. Và giờ, chiếc máy bay chở khách thứ hai bị không tặc tấn công. United 175 sắp đâm vào tòa tháp đôi. Thật ra, chúng tôi không biết, vẫn còn rắc rối. Cho tới khi thấy trên TV, dù bạn có tin hay không. Giờ thì Mỹ không nghi ngờ gì nữa. Nó đang bị tấn công. Lúc này, Bộ Tư lệnh Quốc gia, chính trị gia cấp cao, quân đội cần bắt tay hành động. Các bản tin trong ngày hôm đó và trong những tuần tiếp sau gợi ý rằng hành động phối hợp được thực hiện ngay, giúp ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo. Họ nói với công chúng rằng hai chiếc máy bay đầu tiên đâm vào trung tâm thương mại là hoàn toàn bất ngờ. Nhưng đến chiếc máy bay thứ ba, Bộ Tư lệnh Quốc gia đã bình tĩnh và hành động. Họ đã huy động máy bay trước tin chiếc máy bay thứ ba American 77 đang bay đến Washington. Nhưng họ đã không kịp ngăn nó lại. Những tháng sau vụ 11 tháng 9, đây vẫn là nguồn tin chính thức về chiếc máy bay thứ ba bị không tặc tấn công. Nhưng Ủy ban 11 tháng 9 mở ra bức tranh thật sự. Các cấp chính phủ khác nhau bắt đầu bàn tán. Tổng thống đối thoại với Phó Tổng thống Richard Clark từ Nhà Trắng tổ chức hội nghị qua video với những người cung cấp ở các cơ quan khác nhau. Vấn đề là không có đối thoại giữa các cấp khác nhau. Không có sự chỉ đạo dứt khoát từ Bộ Tư lệnh Quốc gia, dân chúng bị bỏ mặc tự bảo vệ mình. Chúng tôi phát hiện ra quân đội không hề được thông báo chiếc máy bay thứ ba American 77 bị không tặc tấn công. Họ được thông báo không lâu trước khi nó đâm vào tòa nhà, cho rằng nó bị mất tích và có một máy bay không xác định đâu đó gần lầu Năm Góc, nhưng không hề có thông báo chiếc American 77 có không tặc. Đến chiếc United 93, chiếc thứ tư bị không tặc tấn công, tin các nhà chức trách kiểm soát được tình thế còn rõ rệt hơn. Nó hiện trên radar. Họ được phép ngăn chặn chiếc máy bay. Nếu cần có thể hạ nó. Nhưng khi John Farmer nghe lại các đoạn băng của quân đội, một câu chuyện khác hé mở. Những điều tra của Farmer cho thấy ở các cấp chính quyền cao nhất, không ai ra quyết định phù hợp với tình thế ở dưới. Trung tâm chỉ huy và bản thân tôi cho thấy
Không ai ở Mỹ biết điều gì đang xảy ra. Thật sự hôm đó, Bộ Tư lệnh Quốc gia hành động không thích đáng vào thời điểm then chốt. Sự thật tồi tệ ngày 11 tháng 9 là những người duy nhất làm nên sự khác biệt là những người ở tiền tuyến. Đó là kiểm soát viên không lưu, phi hành đoàn và hành khách trên những chiếc máy bay có không tặc. Đó là tuyến phòng thủ sau cùng. Giờ ta có thể mở ra một chuỗi những sai sót lớn khiến vụ khủng bố trên đất Mỹ này có thể xảy ra. 20 tháng trước thảm họa, hai kẻ tình nghi hoạt động cho Al-Qaeda chuyển đến California. Nhưng giao tiếp thiếu thông suốt giữa các cơ quan tình báo khiến FBI thậm chí không biết chúng đang ở trong nước. 14 ngày trước thảm họa, FBI bắt đầu săn lùng chúng, nhưng đã quá muộn. Hai giờ trước thảm họa, ở ba sân bay khác nhau trên bờ biển đông nước Mỹ, 19 tên không tặc làm thủ tục lên máy bay. Vài tên bị chọn để kiểm tra thêm, nhưng tất cả đều được phép lên máy bay với vũ khí rất dễ cầm. 32 phút trước thảm họa, trên chuyến bay American 11, lũ không tặc dùng vũ khí để tiếp quản máy bay. Chín phút trước thảm họa, hành động ý nghĩa duy nhất để đối phó với không tặc là của kiểm soát viên không lưu ở Boston, người đã bỏ qua các thủ tục thông thường và liên lạc trực tiếp với quân đội. 3 phút trước thảm họa, khi các cấp lãnh đạo cố tìm chiếc American 11, Betty Ong cố gắng thông tin cho người dưới mặt đất, nhưng tin tức không đến nơi. Vài giây trước thảm họa, đại tá không quân Bob Mark mạo hiểm cho cất cánh hai chiếc phản lực chiến đấu F-15 từ căn cứ không quân Otis, nhưng đã quá muộn. Lúc 8 giờ 46, chiếc máy bay số 11 của hãng American lao vào tháp bắc của Trung tâm Thương mại Thế giới. 17 phút sau, lúc 9 giờ 3 phút sáng, máy bay số 175 đâm vào tháp nam. Chuyến bay số 77 đâm vào lầu Năm Góc lúc 9 giờ 37 phút. Năm mươi một phút sau vụ va chạm đầu tiên, điều duy nhất ngăn lũ không tặc trên chuyến bay 93 hãng United là nỗ lực phi thường của hành khách và phi hành đoàn. Nỗ lực của họ kết thúc với vụ rơi máy bay cuối cùng xuống cánh đồng ngoại ô Pittsburgh lúc 10 giờ 3 phút. Các cơ quan đáng lẽ phải bảo vệ nước Mỹ đã không thể đối mặt với mối đe dọa họ chưa từng ngờ tới. Thông tin quan trọng không được chia sẻ giữa các cơ quan. Thật không công bằng khi chọn ra một cơ quan riêng biệt. Vì một người trong FBI biết X, người khác nói Y. Một người khác như tôi nói biết Z. Tôi nghĩ đó là thất bại của toàn chính phủ. Mọi cơ quan chính phủ vật lộn vì thiếu thông tin chính xác. Chúng tôi đã không biết chuyện gì đang diễn ra. Chúng tôi chưa từng hiểu ra chuyện gì. Không có chỉ đạo rõ ràng, quân đội không thể can thiệp. Chúng tôi không có đủ thời gian để làm những việc cần thiết. Các máy bay chiến đấu không thể bắn vì không có máy bay nào rơi vào tầm ngắm của chúng. Gần 3.000 người thiệt mạng vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Một vụ tấn công quá đơn giản đã phá vỡ mọi hệ thống đắt tiền mà ta đang có. Tôi nghĩ đó là lý do nó gây sự sốc như vậy. Sau thảm kịch ngày 11 tháng 9, mọi cơ quan chính phủ liên quan đã thay đổi hoàn toàn. Các cơ quan tình báo bị buộc phải phối hợp chặt chẽ hơn. An ninh sân bay được siết chặt. Quân đội và nhân dân, radar và các thiết bị không lưu được hòa nhập để có cùng chung ngôn ngữ. Nhưng vẫn cần phải xem xét liệu các bài học đã được rút ra và nước Mỹ đã an toàn.
Tôi nghĩ chúng ta đã có một hệ thống tình báo tốt hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta được bảo vệ trước một tình huống bất ngờ khác, dù nó là gì đi nữa.